Xin chào các bác nha. Hôm nay em có một số sản phẩm giới thiệu đến các bác. Trước mắt các bác là hai chiếc bình gốm của Nhật. Hai chiếc bình này là hiệu đề là Kutali các bác nhé. Đây này, đây Kutali mà có màu men đen và vẽ những họa tiết vàng rất là đẹp. Một chiếc bình men đen rất là đẹp. Men đen đây này, có chữ nghĩa gì đây không biết này. Vẽ chim hoa, vẽ rất là đẹp luôn. Đây, chim hoa cây cảnh. Hai chiếc bình này thì về vóc dáng khác nhau nhưng mà họa tiết vẽ và màu men thì giống hệt nhau, đều vẽ chim hoa. Đấy, chiếc bình này, một chiếc mình cứ gọi là phu thê đi, một chiếc vợ một chiếc chồng đây. Đây mặt mặt bên cạnh này thì chiếc bình này có vẽ hoa nhưng chiếc bình này thì là để trơn, gần như là không có mặt này, không có gì. Một chiếc thì có vẽ nhưng mà một chiếc thì không có gì. Chiếc này có khóm hoa ở đây. Đấy, chiếc bình cao này thì là kích thước là cao 22 các bác nhé, cao 22 miệng 9 bụng 40, mã C1 giá là 1 triệu chiếc bình này các bác này, 1 triệu chiếc bình này. Còn chiếc bình này thì là kích thước chiều cao là cao 18 thôi, miệng 17 bụng 50, mã C2 giá cũng 1 triệu các bác nhé. Các bác nào mà lấy cả hai chiếc thì em giảm giá xuống còn 1,8 triệu cho một đôi các bác nhá, 1,8 triệu cho một cặp này nếu các bác lấy cả hai. Tất cả các giá trên là đã bao gồm ship bao 7 buổi cho các bác rồi. Còn nếu mà các bác mua một chiếc thì 1 triệu một chiếc. Giá bây giờ đang giảm rất sâu rất mạnh rồi, các bác tham khảo rồi các bác quyết định nhá. Hai chiếc bình màu men đen rất là đẹp luôn, vẽ vàng này, vàng vẽ họa tiết chim hoa. Đấy, một chiếc các bác về cắm hoa cũng rất là ok, rất là tuyệt vời đấy. Đấy, đây có em có hai chiếc này nhá. Mời các bác tính toán. Sau đây em có một bộ bát thố có cả lắp các bác, lắp đậy này. Các bác này để các bác ăn súp hay là các bác đựng thức ăn cơm với có lắp đậy nhau nhá. Các bác làm đồ cúng, các bác cúng được. Đây có một lắp rất là đẹp đây, chi tiết của chiếc thố như này. Đó, một bộ của nó 5 chiếc. Bộ trên này hàng Arita, cúng sứ Arita vẽ ngũ sắc. Đây các bác có thể để thức ăn ở đây, các bác đậy vào, các bác cúng ấy, các bác để các thức ăn thức uống ở đây đậy vào rất là đẹp các bác nhá. 5 sản phẩm, tôi có 5 sản phẩm này, 5 sản phẩm hàng ngũ sắc rất là đẹp luôn. Các bác nào cần mua sắm cái bát này bây giờ cũng rất là hiếm các bác nhá, để mua cũng rất là hiếm. Đây em có đo kích thước của chiếc bát đây rồi các bác nhá. Chiếc bát này có kích thước là cao 8 này, miệng 13 nhá, to hơn cái bát ăn cơm một tí, miệng 13 và cao 8 rất là sâu luôn. Mã là C3, bộ này mà mã là C3 nhá, giá 1,6 triệu các bác nhá, giá 1,6 triệu cho 5 cái bát như này. Đây các bác này, nhìn rất là đẹp luôn, bát cũ sắt, các bác để thầy cúng thờ cúng hoặc là các bác dùng đồ ăn cũng được nhá, đựng thức ăn có lắp đậy rất là sạch sẽ. Ok các bác, giá 1,6 triệu thôi, 1,6 triệu cho bộ bát này, 5 chiếc. Hàng đã bao gồm tiền ship và bao 7 vữa cho các bác. Tiếp theo là em có một bộ bát, cũng là bát ngũ sắc đây các bác này. 5 cái bát nhỡ, tô nhỡ, 5 cái tô nhỡ, hàng ngũ sắc. Đây mời các bác xem, hàng ngũ sắc vẽ xung quanh rất là đẹp luôn. Đấy, hoa, họa tiết hoa này, hoa lá. Đấy, đây cũng thế này, hàng Arita, gốm sứ Arita các bác nhé, hàng ngũ sắc,
men màu xanh ngọc bên trong, men màu xanh ngọc bên trong, viền sô cô la, lăm bát tô nhỡ này. Đấy, các bác cũng để làm đồ thờ cúng hoặc là để mình dùng cũng được, tùy các bác nhé. Kích thước của nó là cao 7 đấy các bác ạ, cao 7 và miệng 16, rộng 16 ấy nhé các bác nhé, 16 cao 7 miệng 16 đây, cao 7 miệng 16, mã C5 giá 1,5 triệu cho 5 chiếc này, 1,5 triệu cho 5 chiếc bát này. Bình thường bên Nhật người ta làm một bộ là 5 chiếc các bác nhé, theo kiểu là thuyết ngũ hành ấy, chứ không phải là một mâm mà 6 chiếc như kiểu người Trung Quốc và người Việt Nam của mình đâu. Ngũ hành, theo ngũ hành người ta cúng ngũ hành chứ không là cúng 6 cái để cho đủ mâm đâu, không phải đâu. Người ta theo tương tương ngũ hành tương khắc, có nghĩa là 5 món, 5 thứ: kim, thủy, thổ, hỏa, mộc. Đấy, một bát ngũ bộ ngũ sắc này có giá 1,5 triệu các bác nhá. Đấy, tiếp theo em có một bộ bát nữa. Bát này kiểu như là men trông như đá các bạn. Nhìn trông như đá. Đẹp, để em cho các bác xem chi tiết một chiếc thôi. Đây, trông men bên trong như đá này. Đấy, bên ngoài có hoa này. Có hoa này, rất là đẹp. Trông như đá này. À, kích thước thì em đo nó là cao cao 8, miệng 10, miệng 15, giá 1,2 triệu, mã C6 các bác nhé. Trông như đá, cũng 5 chiếc, rất là đẹp, một tô chung để các bác ăn uống hoặc là các bác làm việc gì đấy, các bác làm nấu chè, nấu cháo hoặc là cái gì đấy nhá, rất là đẹp. Đấy, trông men như là đá, màu xanh. Đây, có hoa văn chỗ này thôi, chôn đáy đây. 5 chiếc này giá 1,2 triệu. Đấy, cho em có một cặp bình này nữa. À, một cặp, một bình, một cái gạt tàn, một chiếc bình và một cái gạt tàn, một chiếc bình và một cái gạt tàn. Hai chiếc này thì có giá là 1,2 triệu các bác nhé. Hai chiếc này em bán cả cặp luôn, cái này không bán rời. Cái này là gà tàn này, cái này là chiếc bình này, một bộ của nó 1,2 triệu. Chiếc bình này thì được vẽ hoa văn họa tiết, cũng vẽ vàng này, cây mai này, cái này cũng vẽ vàng cây mai các thứ này, chỉ vẽ một mặt thôi các bác nhá, bên này gần như không có gì, không vẽ gì. Đấy, chiếc bình này có kích thước là cao 18, miệng 8, bụng 50, mã K, mã là, đây là mã C4, giá 1,2 triệu các bác nhá. Mã C4 giá 1,2 triệu. Đấy, một chiếc bình và một cái gạt tàn. Đây, cái gạt tàn này các bác này, gạt tàn đây, gạt tàn thuốc lá cũng rất là đẹp, hàng Arita, rất đẹp luôn, giá cực rẻ luôn, có 1,2 triệu một bộ sản phẩm như này, hàng gốm sứ Arita. Em mời các bác xem. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Giá 1,2 triệu rồi, rất là rẻ. Đấy, em có một số những sản phẩm ứng dụng của các bác dùng được trong đời sống hàng ngày luôn. Vừa cắm hoa, vừa gạt tàn, rồi bát ăn cơm mà. Làm đây, và em có một cái chiếc bình của Ý, dáng rất là đẹp. Đây, em phải quay lên này cho các bác xem. Đây, một chiếc bình có hai cái tai, ở bên một vẽ hoa ở giữa. Rất là đẹp luôn. Đây là gốm sứ Ý nhá các bác nhá, của Italia ấy. Đấy, các bác này, các bác dùng chiếc bình này để cắm hoa rất là đẹp luôn này. Rất là cổ kính, hai mặt vẽ mặt là hai mặt, vẽ hoa hai mặt. Đấy các bác, dáng rất là đẹp, hàng vuốt tay hoàn toàn. Vẽ men, vẽ tay đây, những cái này nó có khớp được các bác nhìn này. Đấy, vẽ tay hoàn toàn luôn. Những sắc màu rất là tươi sáng đẹp các bác. Và chiếc bình nhìn rất cổ kính luôn. Đấy, các bác nhà nào mà phong cách châu Âu thì mua cái bình này về cắm hoa nhá. Đường kính đây các bác này. Đường kính cao là 31, miệng 15, bụng 56. Mã C7 giá 2,2 triệu chiếc bình này. 2,2 triệu một bình này. Đây các bác nhìn chôn đáy này. Chôn đáy nó có chữ này. Made in Italia này. Đấy. Hàng vuốt tay hoàn toàn. Em nhập ở Nhật về các bác nhá. Nhập ở bên Nhật về luôn. Đấy,
Thì trên đây là một số những sản phẩm em vừa giới thiệu. Các bác nào mà ưng món nào thì alo, kết bạn Zalo em gửi hình chi tiết nhé. Thôi em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin thân ái chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác vào video tiếp theo nhé. Đấy, chiếc bình rất là đẹp luôn. Ok, bye bye các bác nhé.